phần thứ hai sau khi mà xong cái phần này rồi là đến cái phần phần dưới. Đấy. Phần dưới nó là cái gì nhỉ? Nó là carousel. Nó là carousel. Tức là nó làm hiệu ứng slide có hai nút ở hai bên. Đấy. Đấy, nếu mà làm ở mức độ chuẩn là như thế. Còn nếu mà làm ở mức độ bình thường thì nó chỉ là cột bốn cột bình thường. Và hai cái nút để áo thoát nút hai bên thôi. Yeah. Mà nếu mà làm chuẩn thì em nên làm carousel. Thì ở đây anh sẽ cắt cái ảnh này trước. Ở đây anh cắt lườn liềm lúc luôn. Kéo đường. Kích đúp vào đấy là tên là một giữ an kéo cái gì ra an và ship luôn để cho nó tặng. Kích đúp vào đây là tên là hai giữ an kéo tiếp tên là ba giữ an kéo tiếp tên là bốn sau đó là control an ship em mình giữ ship để mình chọn cả bốn cái này luôn. Nó xếp mình cứ chọn vào đầu mít cứ để ở ngoài thôi là tự động nó lưu ở đây như vậy trong này nó sẽ có luôn là bốn là một a bốn này mình chiến luôn thôi. Đây là dip chấm là slide banner trong này có luôn là chấm container bạn nhớ là nó cái này là căn giữa thôi không cần căn giữa carousel luôn. Đấy, ra được cái khối này. Thì sau khi ra carousel thì mình phải xử lý lại một số cái. Ví dụ như đầu tiên là 012 chỉ số của từng nút. Tiếp theo là bỏ chữ data đi. Bỏ hết, nói chung là bỏ hết các item này đi. Để lại đúng một cái thôi. Đúng một cái carousel item này. Và trong carousel item này nó không phải nếu bạn đem để img nhá thì cũng được thôi. Anh để giả sử một cái ảnh là HTTP placeholder.it nhỉ? Gạch ví dụ như ảnh khoảng tầm 800 nhân với cả 400 nhỉ? Ví dụ thế nhé. Xong mình nhân đúp lên đây. Đấy, nhân đúp lên bỏ tiếp đi. Thì đây là có 3 slide đúng không? Thì khi view ra nó sẽ có 3 slide. Sao anh lại không ra được cái ảnh placeholder đấy nhỉ? À có ra mà, à đây rồi. Đấy, ra 3 slide được chưa? Loát lên chậm, mạng lên chậm. Tuy nhiên là không phải là em ra 3 slide này mà là em ra 4 luôn. Ra 4 cái luôn và trong một slide. Như vậy trong mỗi một cái carousel item này thì mình không phải chỉ có một cái ảnh mà mình có cả một cái container luôn. Hiểu không? Cho nên anh ở ngoài anh mình không để container ở ngoài thì bên trong mình có container rồi và trong container là mình có row như bình thường. Anh nhớ comment đấy nhiều deep quá. Hết một slide đấy, mỗi một cái item là một slide và item được hiểu là đang ở slide đấy như để item đây có nghĩa là đang ở slide đầu tiên con chôn hỏi chấm này. Thế nên là hết container nhắc lại là trong mỗi slide nó có cả container luôn chứ không phải là con nở ngoài nữa. Hết row. Tắt tiếng. Trong cái row này sẽ có bốn cột như bình thường. Chấm côn gạch ngang fm gạch ngang 4 nhá. Ba cột là 4, 3. Trong cái 3 này thì mình có một cái img chấm img src chấm img gạch ngang full src bằng image gạch 1.0. Xong ở dưới nó có một cái gì nhỉ? Một cái text. Cái text này thường nó thẻ A mà. Bởi vì kích vào cái này nó sẽ link sang cái phim đấy. Đây là trong cái phim mà. Thêm thẻ A. Class. Thì em nên để class luôn. Và cái thằng côn MS13 này em để luôn class đây là gì? Một sản phẩm. Cho dễ. Thì tí nữa mình sẽ viết là một sản phẩm cách A nó hiểu là select vào thẻ A này. Ví dụ như cái này là phép. Ex chẳng, ví dụ thế điền cái text linh tinh ở đây hoặc bạn copy ở đấy cũng được. Đây là một thẻ p, một đoạn text linh tinh ở đây. À, em gõ text em copy ở đấy cũng được. Nếu mà thích. Đây nó có thông số thì là nào mình chẳng phải lấy thông số. Thế đó là mình nhân cái côn này này, côn ba này, mình nhân nó lên là 4 cái.
hai cái, ba cái, bốn cái. Đổi lại ảnh đi, là ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4. Anh đặt thân số để cho nó viết cho nó dễ mà. Như vậy em thấy là có slide đây chưa? Nhá. Có bốn cái gần như đẹp luôn. Mình chỉ thiếu một chút xe thôi. Sau đó đây là vẫn là một slide nhá, đây vẫn là nằm trong một slide này. Thì mình sẽ nhân cái một slide lên này. Ctrl Shift D này. Đấy, xong mình bỏ cái active đi. Vì cái slide thứ hai là chưa đến. Active có nghĩa đang ở slide nhất. Slide thứ hai thì không có active nhé. Đấy, nhớ là đến hết comment thì bôi đen đến hết comment thôi, còn dùng CD nhân lên là được. Ba cái rồi, và khi view ra thì em thấy là có ba slide này. Được chưa? Đấy, chứ không phải là một slide là một cái ảnh đâu mà một slide ăn bốn cái luôn. Đó. Sau đó ở đây em thấy là xong với HTML, cái này HTML là xong rồi. Tức là sử dụng Photoshop nó tối đa được đến đây thôi. Được. Còn nếu mà muốn slide nó giống như là trong cái file Photoshop thì mình sẽ chuyển sang video sau để mình xử lý phần setup. Thứ nhất là khoảng cách của nó nhỏ hơn tí này. Thứ hai là nó có nút kiểu khác này. Thứ ba là có viền biết là có nền biết đúng không? Đấy là đến phần setup là xong. Cái phần này tạm dừng ở đây. Tức là phần này là mình dùng hết tất cả tính năng của Photoshop để mình tạo ra một slide gần gần đúng giống ý mình đã khung đã. Phần sau thì mình sẽ tạo ra